ta chúc hình liên hoa, cung kính hướng về đền ngựa nhân lời sớm nguyện hiến tha. Đệ tử phước chiên hiếu kém, sắp trong hết nghiệm lâu dài, không sớm được chánh pháp, bao nhiêu phiền bị để gây, bao nhiêu vô minh các tháng ngày, cùng tăng giao hoặc chấm xấu, ham sang tự ái dễ lầy, những nhiều đền mình đã sát đạo. Em bé thì thấy không, mới có 6-7 tuổi mà thuộc lào kinh kệ rất là đó nhiều. Đó là tất nhiên là có, đó là ơn trên chuyển xuống, mà gì là đời này là đời mã pháp, là Phật tiên đã hạ xuống phàm trần hết, mà quỷ dương cũng xuống thế luôn. Nó đi ngoài đường nó biết tên của mình, mình đâu có biết ai chánh ai tà, bị nó lẫn lộn mình đâu có biết được. Chỉ có cái người chánh đạo, con mắt chánh đạo mình dòm vào mình mới biết được, mình biết được. Còn cái lời gì hay thì mình nên nghe và để bụng. Giống như tôi đi đường không, người ta nói câu đó hay không là tôi để bụng liền. Còn câu gì mình không hay là mình xem mình biết, để qua bên, chứ không nên phán đoán hay là suy luận gì nhiều. Thầy không có cho mình suy luận phán đoán ở cái đạo đó như chị, đạo đó như chị đang chị không có. Mình làm đúng đường của mình, chánh đạo mình. Giống như thầy ngồi đây nè, một đệ tử của thầy về nói là thầy ơi, đáng là giờ nó muốn chàng muốn bóng, nó làm đủ thứ mùa phép gì đủ hết, chắc là học trò của mình chắc theo hết đó thầy. Thầy dạy ngu, thầy không đi dẹp gì cho thầy rồi ngu. Thầy không nói thế nào hết. Thầy nói sau này điện nắm thấp xuống, cho gà ăn thì gà cồ hay bà cồ, mà gà mái thôi, gà che hay bà che. Con Phật Phật chắc, con ma tắc, con quỷ quỷ nhiều. Cho nên là mình, nếu mà kêu tôi phán đoán thì tôi không phán đoán và không siêu lầm được, đúng không? Cái lời gì hay mình nghe mình để bụng, mình suy nghĩ cái đó. Nhiều khi tuổi trẻ mà người ta học cao hiểu rộng, những người dốt mà nói pháp quá cạnh, mình nghe được, mình để bụng, mình đều suy ngẫm lại. Tôi đi bằng từng là gặp được một người đồng đạo nè, người ta đi thay ớt mà ta phát nguyện quy mà đọc, không có trình phát nguyện mà đồng luôn đó, giữa đồng luôn là phát nguyện luôn, là nói với tôi như thế là phát nguyện luôn, rồi kể lại cái quá trình, kể lại quá trình rất là nhiệm màu luôn, mình nghe mình học hỏi luôn, chứ đâu phải đợi tới chùa hay là gặp Phật rồi mới quỳ xuống lại phát nguyện, không có. Thành tâm thì có Phật mà đó, là như vậy đó. Cho nên là đừng có lên phán đoán, mình nghe, vẫn xem, vẫn nghe. Dù gì mình là người Phật, chim Phật Pháp mà đạo nào cũng là đạo hết. Mình vẫn nghe, vẫn biết, nhưng cái gì hay mình học. Chứ mình không lên theo, tại vì đạo mình đạo gì. Ai hỏi tôi đạo gì, tôi nói tôi đạo Phật. Thì đúng không? Cho để hỏi là bao nhiêu người người ta cũng là tấn công bé Từng Lam quá rồi, thì cũng nghe qua đó thì rồi tấn công bé Từng Lam hả? Đúng rồi, đúng rồi, phải tấn công bé Từng Lam rồi đó. Ta đúng nói rồi. Là lừa đảo, lừa gạt. Không, không, là... không, không có lừa đảo, lừa gạt. Mà theo tỷ nhận định có tiếp tục là bé Từng Lam làm từ thiện tiếp, phát gạo bà con, hay là cho nên muốn phiên dừng lại? Không có dừng lại, mình cứ việc làm. Mình cứ làm, không có nên dừng lại. Tại vì sao? Cái đó con bé đó là nó có cái nhân duyên được cái ông trên chuyển quá cho nó. Đó là một cái sự hành đạo của nó. Nhưng mà nói nhiều cái hơi lố chút, là những cái mà là thiên cơ không thể thối lộ được. Nhưng mà cũng xét đi xét lại, tại vì cái đồ mà khác rồi nó cạn tiền, là nó mỏng như lắm mỏng, bắt buộc phải nói. Nói thì lời thiệt thì mất lòng, nói ra tại đâu cũng nghe. Tôi nói giống như tôi nói là người nào có duyên mình mới nói được, mà phải phát lên như thế này thì mọi người nghe là cái duyên ta không đồng ý. Ta đâu phải đạo mình đâu. Bây giờ mình nói ở sớm mình nói ở sớm mình đang đấy là cúng hồ chi một cái vùng cúng đông như thế, là rất là nhiều cái giáo hội người ta không đồng ý với mình đâu, cho nên là người ta mới phản đối. Dạ tỷ ơi, theo tỷ bé Từng Lam á, nói là bé là Phật Như Lam, theo tỷ nhận định là có phải là Phật Như Lam không vậy tỷ, hay là một em bé bình thường? Em bé đó là nó một người bình thường, bằng xương bằng thịt bình thường giống như chị em của mình vậy nè, nhưng mà có ơn trên chuyển quá xuống, chuyển quá vào con bé đó. Tại vì biết sao không, muốn chuyển quá vào con bé đó là con bé là nó cũng là ơn trên, người trên bỏ trên xuống, chứ không phải người bình thường đâu. Nó mới nói được cái trí tuệ, nó mới sáng như thế. Tôi nhìn là tôi biết đó,
Cho nên nếu mình người thường thì mình cũng không nói được vậy. Giống như tôi biết nè, 10 tuổi thôi tôi đã nghe được cái kinh giảng đã vào đầu tôi liền. Mới có 10 tuổi rồi và đã vào đầu, nhưng mà cái cháu này giờ nó đâu có nghe, nó mê chơi lắm, nhưng mà riêng tôi khác. Mới có 10 tuổi thôi tôi đã đọc được kinh giảng, tôi đã đọc thuộc lòng. Tôi ru cho em, tôi ngủ là tôi đọc giảng không. Đọc giảng tại vì mình thuộc lòng, mình đọc đọc hết cái quyển này xong quyển khác, quyển nhất, quyển gì. Rồi mình đọc những cái câu gì thuộc đó là mình đọc. Đó. Còn những đứa trẻ bây giờ nó mê chơi, mà như bé Tường Lam cái tuổi này đâu phải cái tuổi nó không thể nói chuyện gì được. Đó là cũng là người âm trên chuyện. Đặc biệt hơn nữa là bé ăn cơm với chuối không, tự thấy không? Đúng, đúng, đúng. Cho nên nó không phải là người tầm thường. Tại vì tôi cũng có xem được nhiều cái quyển kinh tôi biết. Đó là âm trên giống như ông Bao Công á, là chởn cái nước này đang gặp nạn nè, cái tỉnh này nè, cho phải cho ông xuống để giúp cái tỉnh này. Đó. Tại vì cái tỉnh đó đó, những người hung ác quá nhiều, phải cho một vị thần, vị tiên xuống để mà giáo hóa đó. Tại sao ở dưới Bạc Liêu có mẹ Nam Hải? Tại vì sao Bạc Liêu, và trong sách thầy ghi là cái chợ Bạc Liêu là người Tiều hung ác quá nhiều. Chợ Tiều là hung ác, tàn ác lắm luôn. Cho nên mẹ về trắng đó. Rồi sao tỉnh mình không có? Tỉnh mình có chứ. Tỉnh mình là có thầy. Tỉnh An Giang mình có thầy. Thầy đi đâu thì đi đi cũng về An Giang mình. Nên nhớ cái điều đó. Phải ngộ ra, phải biết cái đó. Rồi Phật tại thế đây là ai? Sau này có sẽ có Phật tại thế đây là ai? Sau này thầy về. Thầy đi thầy về mà. Đúng không? Đó, thành ra gì đẻ đó, cho nên là mình không có nên phán đoán thấy vậy rồi nên thấy vậy mà không phải vậy, nên phán đoán bừa bãi, cho nên nó hay lầm lạc lắm luôn. Cho nên tại sao tôi không chịu nói ra là như vậy, nói ra có nhiều người phán đoán rồi cũng cứ có người nào có nhân duyên với mình thì mình nên nói đó. Cho nên là bây giờ tại sao phát lên gì rồi nhiều người nói đủ thứ đó. Nhưng mà thầy đã xả thân tầm đạo rồi. Đây là kể kinh của người khùng. Ai cũng nói thầy khùng, thầy điên thì đủ thứ hết trơn. Thầy dám ôm bụng thầy chịu. Cái ngày mà tôi đi ấy, là tôi biết liền. Nó mới biết được cái thầy ngày xưa đi bị nói sao. Rồi đi là tôi đi ấy, là con thầy luôn là nói hai bên tay tôi là tôi nghe là trước đó tôi biết liền. Mới hiểu được tấm lòng của thầy của mình. À, cái tâm của mình nói chung là mình rất là nhẹ nhàng khi mình đi, giống như đi đây dài ra cái gạch của mình là mình biết ở đâu có một cái chân tu, không có một cái chân tu biết liền. Rồi gạch của mình tôi thấy ông từ ngoài dài vô, tôi thấy thương không tất tỷ ơi. Mình thấy bây giờ bé Tường Lam phát gạo đủ cấp tỉnh hết trơn á, phải là ơn trên xoay chuyển cho bé đặng cứu khổ cứu đói cho bà con mình, phải không tỷ? Đúng rồi, đó là cái nhiệm vụ của bé Từ Lam. Nhiệm vụ mà để làm, tại sao ông trên chuyển hóa xuống cái người đó chị bệnh để mà cứu giúp đó, là tới cái ngày giờ đó là mình phải làm thầy để mà trị bệnh cho người ta. Đó là mỗi người có cái bổn phận như vậy. Nó phát có ngàn cái gạo giờ hàng tấn rồi đó tỉnh. Đó thấy không, cái công đức biết bao nhiêu. Tại vì sao cái chỗ đó là cái chỗ nó khổ quá, cái tỉnh đó quá khổ. Dưới như người hung ác đồ dữ lắm luôn, cho nên là phải có một cái vị thánh vị thần xuống đó chấn áp để mà giải cứu cho cái gạch đấy, cái tỉnh như vậy. Thấy không, bây giờ ở đâu cũng phải đổ xô xuống với mẹ Nam Hải. Mẹ Nam Hải thì thấy cái tượng thôi, còn bé Từ Lam là người, mà gặp cái tượng lại cũng lại hết, nhưng bé Từ Lam thì đâu có lại được. Bé Từ Lam là người mà, đúng không? Thành ra gì để nói cho nên bây giờ mình gặp nhà sư thôi mình cũng xá nhà sư rồi đó, như vậy đó. Cho nên là con người mình chỉ nhìn cái bề ngoài thôi, nhìn vào cặp mắt bề ngoài thôi, chứ không thấy được cái ở bên trong. Theo như mình nghĩ tỷ, những vị sư chưa chắc gì được bằng như bé Tường Lam nữa đó. Không nên phán đoán như thế, không nên phán đoán. Một em bé là rất là có lòng từ bi đó. Cái đó mỗi người có cái nhiệm vụ, có cái bổn phận, giống như tại sao mình đi bán rau nhưng mà chị em đồng đạo đi làm vậy,
là mỗi người có một cái hành đạo, là ai biết chi việc phải cứ làm, đúng không? Đó, không có nên phán đoán như thế. Và trước khi hết mình phải nhìn vào một cái sự việc nào đó mà mình phải phán đoán. Giống như tại sao cái nhà chùa mà người ta đến cúng dường cả 100 triệu, 200 triệu, tại vì trong đó nhà xưa người ta đâu có làm gì đâu, mà hàng trăm người trong đó rồi ăn cái gì sống là sao? Và cũng có Bồ Tát ta đến ta cúng dường. Cho nên là tại vì sao không? Tại vì những người tu đạo đó là có Bồ Tát hỗ trợ, cho giúp cho cái người đó để người ta hướng về con đường chánh đạo để mà tu tập. Khi mình tu thành chính quả rồi mình quay về mới độ lại cho người khác, độ cho những người ta cúng dường cho mình đó. Giống như Phật Thích Ca, ông đã chánh đạo thì ông phải đi ra, ông hành đạo đi, ông hành đạo để mà cứu giúp chúng sanh lại. Đó, như vậy đó. Cho nên là mình không nói, ý là bạn là làm cái này mà bạn còn chưa có hiểu được cái vấn đề đó. Cho nên là mình phải nhìn vào cái vấn đề đó, mình phải xem, quán xét cho nó chuẩn, chứ không nên quán đoán như thế. Con nói cái vụ mà quán xét nó là rất là hay. Tại vì con bé Trường Nam nó mới 5-6 tuổi rồi, những cái tấm lòng của nó là không biết tham lam, không biết sân chi, không biết chấp ngã. Đó là không phải là một người bình thường. Bây giờ trên người ta bây giờ phải mượn không nó. Không phải là con người bình thường. Để chuyển cho nó, để nó đứng lên, nó phải làm cái chuyện đó. Tại vì những người sư có thể gần 70-80 năm mà còn làm tham, nhưng mà một đứa bé thì nó không còn làm tham. Nó cái làm tham cái tham này đó là mình tu 30 năm, 40 năm rồi mà mình vẫn chưa thoát được đâu đó, không phải chuyện giỡn đâu. Giống như Đức Phật nó tu mà hoài, ông nhịn đói nhịn ăn còn bộ xương không mà sẵn chưa thành chánh quả được. Ông nói là hình như còn thiếu sót cái gì đó, mình tu chưa đúng. Chưa đúng. Mình phải đi đúng cái chánh pháp này. Cho nên là phải xem xét lại. Xem xét lại coi sao mình vẫn chưa có đạt được cái những cái gì mà mình đã nghĩ. Ông đi cát bao nhiêu sư phụ đó. Không đúng là ông đi tìm chân lý, sao mà ông tìm chân lý nó ra cái chân lý của ông đó. Ông đi tìm hoài luôn. Rồi cuối cùng ông có ngồi gì nữa, ông ngồi đúng 6 năm như vậy. Cho tới một ngày nào đó ông ngã rồi. Có một vị Bồ Tát cho ông một bát sữa. Ông uống vào ông khỏe. Chắc đó ông mới ngộ ra được. Thì cái Bồ Tát mới nói, bây giờ cái thân của chú còn không cứu được thì chú cứu ai? Chính xác. Mình hành xác như thế này mình có sức lực ở đâu nữa, trí tuệ ở đâu nữa mà cứu ai được. Và cho nên là mình ăn vừa đủ, không nên ăn quá no, cũng vừa đủ vừa xài thôi, không nên ép xác đó. Nếu mình ép xác người mình sẽ bệnh, trí tuệ mình sẽ không sáng được đó. Vừa đủ vừa xài là được, đừng có nên phong phí quá, cũng đừng có nên hành xác, đừng ép xác quá. Đó, mình học được cái chân lý như vậy đó, thì trí tuệ của mình nó mới sáng được, mới ngộ được. Giống như cái đờn đó, nếu mà dùng thì nó sẽ không cái âm mà thẳng quá trên đứt. Cho nên để vừa thôi thì nó mới phát ra được cái âm thanh đó. Tại vì có ông ngộ liền, đắc đạo liền. Như vậy, chỉ có một chút xíu đó thôi mà 60 năm luôn không ngộ được, mà có chút xíu nó mà không ngộ được. Bởi vì nên tu kiếp ngộ nhất thời, một chút xíu thôi là ngộ được mình. Con người mình chỉ vậy thôi. Bây giờ cái lúc này là cái lúc thời mở pháp, hạng nào cũng giới hết, miễn có tu là giới. Như các anh chị em đây đi như gì đây, làm bỏ cái công ăn việc làm mà đi làm cái này, đó là cũng có một công đức, một công đức rất là lớn luôn, chứ không phải nhỏ đâu nha. Công đức rất lớn luôn đó, chứ không phải nhỏ đâu. Như vậy đó, tại vì biết sao, ta đã có tâm từ bi, cái tâm từ bi rất là lớn, không nghĩ cho mình, không nghĩ lợi cho mình mà nghĩ cho mọi người. Như nãy nói đó, để mở cái chia sẻ ra cái thành tu đạo của mình đó, cái đường tu đạo mình cho chị em chia sẻ cho anh em đồng đạo người ta biết đó, đó để người ta học hỏi thêm con đường chánh đạo. Tại vì biết sao, đợi giờ rất là khổ. Nó khổ, không phải khổ đây là giúp tiền, giúp bạc thì giúp nhiều không đủ. Bây giờ nếu cho 1 kg gạo thì ăn thì cũng chừng 10 bữa nó tháng được hết. Nhưng mà chính mình mằng mình mua mới là quý đó.
còn giúp đỡ chút qua chút đó thôi nha. Nhưng chính bản thân của mình, mình giúp bản thân của mình mấy lần chứ không phải mình cứ chờ đi xin người ta hoài sao, đúng không? Đó đúng chưa? Hỏi sao mà lý do ta nói lúc mà em về đây là cái ngộ giác nào mà cái nhân viên nào mà nó trả về đây đắt quê hơn chứ cả mà nó lo tu tập á, sao mà hỏi để nó chia sẻ lại những cái điều nãy nó nói đó. Thì cái đó đó, nếu như mà hỏi như vậy đó thì đó là cũng đã nhân viên tôi đã nói rồi, tới cái ngày giờ rồi tôi đã quy y là ở bên nước ngoài, nhưng cũng là tới ngày tới giờ là mình phải về thôi, về để một phụng dưỡng song thân của mình, phụng dưỡng ông bà mình. Đây là mấy cái đường tu đạo, là còn cái đường này của tôi đường chót này. Cái đường này nè chiên chót hen, là cái đường chót tôi, là tôi phải về đây để chăm sóc ông bà, đây là cái đường tu hành của tôi. Tới ngày giờ ông trên phải chuyển quá, mình phải về đây đấy mà nuôi ông bà cha mẹ, đó là cái một cái chiến chót của tôi. Ở nước Malaysia hả tỷ? Dân ở đó 16 năm, nhưng ở bên đó là tôi đã hành đạo bển rồi, chứ không phải là về tới Việt Nam mới hành đạo. Đã hành đạo bên nước ngoài rồi, cho nên tới một ngày đó là tới bây giờ là phải gặp tượng mẹ Quan Âm đó, là gặp tượng mẹ Quan Âm là không tới một năm sau là tôi hết duyên và tôi về luôn. Vậy sao lúc đó con không nghĩ rằng cái tương lai của con để kiếm một người bạn để mà làm giàu hơn người ta? Dạ không nghĩ đến đề đó, tại vì cũng đầu của mình là chỉ hướng về cái đường chánh đạo, không nghĩ về đề đó, không bao giờ nghĩ đến vấn đề đó. Tại vì biết sao, mình chỉ nghĩ là trong đầu của mình vừa làm công việc của mình vừa đủ đó, vừa đủ trong đó để mình lo được có bao nhiêu là mình lo bao nhiêu, rồi hướng về chánh đạo thôi, chứ không có nghĩ đến những đề khác. Tại vì mình cũng đang làm mà, mình cũng đang làm, cũng có tiền, không có tiền nhiều hay tiền ít nhưng cũng có tiền, mình cũng khả năng của mình lo nhiêu thì mình lo nhiêu, phải không? Chứ không có kiếm thêm nhiều nữa ngoài tầm tay của mình đó. Bây giờ tháng mình bằng được nhiêu đó thì mình bằng được nhiêu đó, khả năng của mình nhiêu thì mình lo gia đình mình nhiêu, rồi mình còn lo hướng về tu đạo nữa. Chứ mà mình nghĩ vấn đề đó hoài thì cái vấn đề tu đạo của mình nó sẽ lạc đi, nó sẽ thiếu sót rất là nhiều luôn. Khi con nó thiếu sót rất là nhiều. Con về đây mà con hành đạo là con chỉ ôm chiếc xe gao này thôi, nhưng mà gánh nặng như trên vai con là ba người. Con dạ người. Đúng rồi. À, một người bà nội và hai cha mẹ nữa. Thì con có than thở gì không? Dạ không. Hồi từ đó tới bây giờ luôn chưa có biết than thở. Tại vì mình biết được cái số phận của mình liền. Tôi biết đó là năm nhiêu tuổi không? Năm 23 tuổi là tôi đã biết rồi đó. Đã biết được cái nghiệp của mình rồi đó. Cho nên vì đấy đó tôi nói là đừng có than. Mình nên niệm Phật và hành đạo con đường của mình. Khi đã chọn thì phải phải gắng gắng hơn nha. Thì mình nói lên để cho nó chẳng nó đáp án lại. À, nãy giờ cũng nhờ tỷ chia sẻ một cái clip về cuộc đời của tỷ. À, tỷ ơi, chào cộng đồng mạng, khuyên bà con của cuộc đời này mau tu gấp đi tỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Thôi nói chung là cũng cảm ơn em chị em đã quay một cái clip này. Và thời đây tôi chúc cho muôn dân, giảng dân và trong ngoài nước xa rằng chị em nếu nào mà nghe được cái clip này thì tôi cũng khuyên chị em ráng mà hành đạo con đường chánh đạo để mà làm cái những việc từ thiện như xóm chiều bình đẳng chớ lơi như thế, không bắt chị em phải ăn cơm. Nếu mình làm được từ thiện thì nó rất là tốt đó, để cái đời này đời mà hết rồi nó rất là khổ. Nếu chị em nào mà đi con đường chánh đạo thì rất là tốt và sẽ nhẹ nhàng sau này, khi không thấy như ngày sau mất đó. Còn thôi chị em ơi, sẽ khổ lắm luôn. Thôi chúc chị em nhà nhà nha, giảng sự bình an nha, mọi người an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn sư tỷ rất nhiều. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái đoạn clip mà sư tỷ đã chia sẻ. Cảm ơn.